đối tượng sang Myanmar làm việc từ tháng 11 năm ngoái. 800 đô la Mỹ một tháng nếu tuyển được 2 người. 400 đô la Mỹ một tháng nếu tuyển được 1 người. Vượt chỉ tiêu sẽ được thưởng. Còn nếu không tuyển được người nào? Em sẽ bán mạng ở bên đấy. Một cái khu tự trị như vậy. Và có binh lính với bảo vệ là ai cũng vác súng như thế. Đau như thế nào thì họ không cần biết. Đau quá thì họ cho đi viện mà cái tiền viện phí mình vẫn phải bỏ ra. Dùng chính đối tượng người Việt Nam dụ dỗ và lừa người Việt Nam là cách thức của nhóm đối tượng người nước ngoài. Nếu không làm nhiệm vụ tuyển dụng tìm người sang, người lao động phải làm một trong những nhóm việc sau đây. Nhóm gọi điện tư vấn cho khách hàng, mỗi ngày từ 600 đến 800 cuộc gọi từ một danh sách có sẵn. Nhóm câu khách, thuyết phục bị hại chuyển tiền. Nhóm xuất nhập khoản, tức là nộp tiền vào tài khoản. Theo các đối tượng, làm việc nào cũng đều có chỉ tiêu. Làm sao càng lừa được nhiều tiền thì càng tốt. Như kiểu giết khách thì gọi đơn giản giống như kiểu là để câu khách để vào tiền. Công an đã xác định trên 20 người bị nhóm đối tượng môi giới đưa đi thuộc nhiều địa phương. Trong đó có những người có mối quan hệ thân thiết với đối tượng, thậm chí họ hàng. Khi nước bạn truy quét mạnh các ổ nhóm ở khu vực giáp biên giới Việt Nam và Campuchia, các đối tượng đã chuyển địa bàn hoạt động sang khu vực biên giới Thái Lan và Myanmar. Ngay khi sang đến những công ty ở bên kia biên giới, mà thực chất chính là địa điểm hoạt động của những băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, thì người lao động Việt Nam sẽ bị giữ lại cuốn sổ hộ chiếu này. Khi ấy, người lao động khi muốn trở về nước thì chỉ có hai cách. Cách thứ nhất là nói gia đình chuyển những khoản tiền chuộc vài trăm triệu đồng. Cách thứ hai là bơi qua sông để tìm kiếm cơ hội trở về Việt Nam. Đa phần người lao động đều xuất thân từ những gia đình vùng quê nghèo, nên họ không còn cách nào khác buộc phải chọn cách thứ hai. Và có những người đã phải bỏ mạng nơi xứ người. Làm rõ toàn bộ cái đường dây tổ chức đưa công dân sang bên Thái Lan, sau đó sang Myanmar để tổ chức lao động bất hợp pháp. Xác định là xem có không có cái hành vi là lừa đảo trên tài sản, mua bán người và những tội phạm khác. Nếu có thì sẽ kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật. Với những đối tượng vừa bị bắt giữ trong những đường dây này, trở về và được đến Việt Nam với họ là điều may mắn. Tưởng đâu bị bán vào khu tam giác vàng hay là bán ở đâu đấy thì không về được Việt Nam nữa.